Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Sức Khỏe Tự Nhiên. Kính chào quý vị và các bạn. Thay mặt những người làm chương trình, chúng tôi xin kính chúc quý vị và các bạn dồi dào sức khỏe và tràn đầy niềm vui trong cuộc sống. Cây cước lượng, hoa ngũ sắc, vị thuốc chữa viêm xoang vô cùng hiệu quả. Quý vị và các bạn thân mến, dùng cây cước lượng chữa viêm xoang là mẹo trị bệnh được lưu truyền rộng rãi trong phạm vi nhân dân. Theo ghi chép từ y học cổ truyền, mẹo chữa này có tác dụng giảm viêm các mô xoang, thúc đẩy bài tiết dịch đờm, cải thiện nghẹt mũi, thở khò khè và giảm nguy cơ viêm nhiễm. Tác dụng trị viêm xoang của hoa ngũ sắc. Hoa ngũ sắc, hay còn gọi là cây cước lượng, là loài thực vật thân thảo thuộc họ cúc và mọc hoang nhiều ở nước ta, do chứa thành phần hóa học đa dạng bao gồm alkaloid, saponin và 0,7-2% tinh dầu. Thảo dược này thường được nhân dân tận dụng để chữa các bệnh lý thường gặp, trong đó có bệnh viêm xoang. Viêm xoang thường xảy ra do các mô lót ở các xoang bị viêm do nhiễm trùng hoặc dị ứng. Hiện tượng viêm ở các xoang làm gián đoạn quá trình dẫn lưu dịch tiết hô hấp, gây nghẹt mũi khó chịu, nhức đầu, sổ mũi, thở khò khè, ho, đau cổ họng, v.v. Theo lưu truyền từ dân gian, cây cước lượng có vị hơi đắng, mùi hôi, tính mát, tác dụng giải độc và thanh nhiệt nên có thể giảm nhẹ triệu chứng của bệnh viêm xoang, viêm mũi và viêm họng. Bên cạnh đó, theo nghiên cứu dược lý hiện đại, dịch chiết từ thảo dược này có tác dụng ức chế một số vi khuẩn như trực khuẩn mũ xanh, trực trùng coli và tụ cầu vàng. Vì vậy, dùng cây cước lượng chữa viêm xoang có thể ngăn ngừa bội nhiễm và thúc đẩy tốc độ hồi phục của các mô xoang. Hơn nữa, tinh dầu trong hoa ngũ sắc còn giúp làm loãng dịch đờm và tăng dẫn lưu dịch ra khỏi các hốc xoang, từ đó cải thiện tình trạng thở khò khè, nghẹt mũi và khó chịu. Tuy nhiên, trên thực tế, hiệu quả lâm sàng của mẹo dùng cây cước lượng chữa viêm xoang vẫn chưa được nghiên cứu cụ thể. Vì vậy, bạn nên tham vấn y khoa trước khi sử dụng mẹo chữa này. Chữa viêm xoang bằng hoa ngũ sắc với 3 cách đơn giản. Dân gian lưu truyền khá nhiều cách dùng cây cước lượng chữa viêm xoang. Để giúp bạn dễ dàng thực hiện mẹo chữa này, Sức Khỏe Tự Nhiên đã tổng hợp 3 mẹo dùng hoa ngũ sắc chữa viêm xoang được nhiều người áp dụng nhất. 1. Dùng bài thuốc sắc từ cây cước lượng. Nếu viêm xoang mới phát, bạn có thể dùng bài thuốc sắc từ cây cước lượng để giảm nhẹ các triệu chứng và hạn chế chuyển biến của bệnh. Với khả năng kháng viêm và ức chế vi khuẩn, mẹo chữa này có tác dụng cải thiện hiện tượng viêm ở các mô xoang, giảm tình trạng nghẹt mũi và hạn chế nguy cơ viêm nhiễm. Bên cạnh đó, bài thuốc sắc từ thảo dược này còn giúp làm giảm các triệu chứng của bệnh viêm nhiễm dị ứng và cảm lạnh như sổ mũi, nghẹt mũi, ho, chảy nước mũi và hắt hơi. Cách thực hiện: rửa sạch khoảng 30-35 gam cây cước lượng tươi, sau đó để rau nước và sắc với 200ml nước, chia thành 2 lần uống và dùng hết trong ngày. Nên áp dụng bài thuốc này liên tục trong nhiều ngày cho đến khi triệu chứng của bệnh thiên giảm dần. Thực hiện không đều có thể làm giảm hiệu quả của bài thuốc và khiến bệnh chuyển biến dai dẳng, mãn tính. 2. Chữa viêm xoang bằng hoa ngũ sắc và các thảo dược khác. Với những trường hợp viêm xoang kéo dài, bạn có thể phối hợp hoa ngũ sắc với một số thảo dược khác như kim ngân hoa và ké đầu ngựa. Trong đó, ké đầu ngựa có tính ấm, tác dụng giải cảm và giải biểu, làm cho ra mồ hôi. Kim ngân hoa, nhẫn đông hoa có tác dụng giải độc, thanh nhiệt và kháng khuẩn. Kết hợp 3 loại dược liệu này giúp làm tăng tác dụng chữa bệnh viêm xoang, thúc đẩy dẫn lưu dịch tiết hô hấp và cải thiện chức năng hô hấp. Cách thực hiện: chuẩn bị kim ngân hoa 20g, ké đầu ngựa 12g và cây cước lượng 30g. Rửa sạch dược liệu rồi đem sắc với 4 chén nước. Sắc đến khi còn một chén thì tắt bếp.
chia thành 2 đến 3 lần uống và dùng hết trong ngày. Nếu bị viêm xoang khi thời tiết chuyển lạnh đột ngột, bạn nên dùng mẹo chữa này kết hợp với nghỉ ngơi, điều độ, giữ ấm cơ thể và hạn chế tiếp xúc với khí lạnh. 3. Xông hơi với cây cước lợn chữa bệnh viêm xoang. Bên cạnh bài thuốc uống, bạn nên phối hợp với bài thuốc xông hơi để tăng dẫn lưu dịch ra khỏi các hốc xoang, nhằm giảm nhức đầu, khó chịu, ngạt mũi và thở khò khè. Phối hợp giữa bài thuốc uống và xông hơi có thể giảm nhanh các triệu chứng của bệnh và tăng tốc độ hồi phục. Phối hợp giữa bài thuốc uống và xông hơi có thể giảm nhanh các triệu chứng của bệnh và tăng tốc độ hồi phục. Cách thực hiện: rửa sạch một nắm hoa ngũ sắc tươi, sau đó cho vào nồi đun sôi, tắt bếp và lấy khăn trùm lên đầu và bắt đầu xông hơi. Khi xong, nên hít thở sâu để tinh dầu từ dược liệu thẩm thấu sâu vào bên trong, niêm mạc mũi và các mô xoang. Sau khi xông hơi, nên xì mũi để loại bỏ dịch đờm ứ động và giúp đường thở thông thoáng. Với mẹo dùng cây cước lợn xông hơi chữa viêm xoang, bạn nên áp dụng khoảng 3 lần trong tuần. Những lưu ý khi dùng cây cước lợn chữa bệnh viêm xoang. Mặc dù cách chữa bệnh viêm xoang bằng hoa ngũ sắc được lưu truyền và sử dụng rộng rãi trong phạm vi nhân dân, tuy nhiên, nếu áp dụng không đúng cách, mẹo chữa này có thể không đem lại tác dụng như mong muốn. Vì vậy, khi thực hiện, bạn nên lưu ý những thông tin sau. Tác dụng chữa bệnh viêm xoang của hoa ngũ sắc chủ yếu được lưu truyền trong y học dân gian và chỉ được chứng minh thông qua một số thực nghiệm sơ bộ. Vì vậy, hiệu quả thực sự của cách chữa này vẫn chưa được nghiên cứu cụ thể. Do đó, bạn nên thăm khám và hỏi ý kiến bác sĩ trước khi áp dụng. Mẹo dùng cây cước lợn chữa viêm xoang chỉ có tác dụng hỗ trợ điều trị. Vì vậy, nên áp dụng đồng thời với việc sử dụng thuốc và chăm sóc khoa học. Mùi hoa của thảo dược này có thể gây khó uống và non ói. Vì vậy, tránh dùng bài thuốc uống từ hoa ngũ sắc cho trẻ nhỏ và phụ nữ mang thai. Khi nhận thấy các triệu chứng dị ứng, phát ban, ngứa cổ họng, nổi mề đay, bạn nên chủ động ngưng thực hiện mẹo chữa này. Tác dụng chữa viêm xoang của cây cước lợn còn phụ thuộc vào cơ địa, mức độ bệnh lý và một số yếu tố khác. Nếu không nhận thấy cải thiện lâm sàng khi thực hiện, bạn nên thay thế bằng các biện pháp khác. Bài thuốc đã tổng hợp 3 cách dùng cây cước lợn chữa viêm xoang được áp dụng phổ biến nhất. Tuy nhiên, để giảm thiểu rủi ro phát sinh, bạn nên thăm khám và hỏi ý kiến của bác sĩ chuyên khoa trước khi thực hiện mẹo chữa này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn vào nút đăng ký để ủng hộ kênh và nhấn vào chuông thông báo để nhận được những video mới nhất và hay nhất của Sức Khỏe Tự Nhiên. Cuối cùng, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau.